Một lần nữa rất là vui và hân hạnh cảm ơn Chúa cho chúng ta có cơ hội để cùng nhau học lời của Ngài. Một lần nữa xin thay cho Hội Thánh hoan nghênh sự hiện diện của quý vị, và nhất là quý vị đang theo dõi thờ phượng Chúa, và quý vị vẫn nhắn cho chúng tôi những lời khích lệ cũng như sự cầu nguyện, và xin Chúa ban phước lại cho quý vị. Thưa quý cụ, quý ông bà, chị em, chúng ta hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục để học ở trong công vụ các sứ đồ và phân đoạn này. Và tôi chọn cái chủ đề đó là cầu nguyện để Chúa dẫn dắt. Cái câu hỏi được đặt ra là cầu nguyện để Chúa dẫn dắt là dẫn dắt cái gì? Và dẫn dắt để làm cái gì? Có nhiều người thì không cầu nguyện và thích mình tự làm, tự suy tính, tự vạch định, tự lên kế hoạch rồi mình làm. Nhưng không, ở đây chúng ta thấy các đầy tớ của Chúa, các sứ đồ của Chúa, và ít nữa 120 người, trong đó có 11 sứ đồ, họ đã làm một việc, đó là cầu nguyện để Chúa dẫn dắt. Tôi nghĩ rằng Hội Thánh Tây Bắc đã để thì giờ cầu nguyện rất nhiều. Và trong cái quá trình xây cất nhà thờ, chúng ta cũng đã để dành rất nhiều thì giờ để cầu nguyện. Bởi vì chính sự cầu nguyện đó mà Chúa đã hướng dẫn, Chúa đã ban ơn, Chúa đã chúc phước, và Chúa đã đồng hành với chúng ta gần bước qua tuổi thứ 12. Ba điều chúng ta cùng nhau nói, học với nhau hôm nay, đó là chúng ta sẽ thấy ở 11 các sứ đồ, ba điều mà họ đã cùng làm đó. Thứ nhất là họ đồng lòng cầu nguyện, họ đồng lòng làm theo lời của Chúa, và thứ ba đó là họ đồng lòng để Chúa hướng dẫn họ. Trở lại phân đoạn này thì chúng ta thấy điều đầu tiên đó là họ đồng lòng để cầu nguyện. Quý vị, mình thấy rằng cầu nguyện một mình nó dễ. Cầu nguyện một mình nó dễ, nhưng mà mình cầu nguyện có thêm một người thứ hai, có thêm người thứ ba thì nó khó. Quý vị có biết tại sao khó không? Tại vì Kinh Thánh nói rằng nếu mà hai người không đồng lòng á, thì cầu nguyện Chúa không nghe. Hai người đồng lòng cầu nguyện thì ta ở giữa, phải không? Hai người, nếu trong hai trong các ngươi mà cùng đồng lòng cầu nguyện thì Chúa sẽ ở giữa, Chúa nghe. Mà bây giờ chúng ta thấy ở đây có 120 người họ đồng lòng với nhau để cầu nguyện. Nhưng mà trước khi chúng ta muốn nhấn mạnh cái sự cầu nguyện, cho phép tôi được nhắc lại cái chỗ này, quý vị. Các người này đó, họ làm theo sự hướng dẫn của Chúa. Lần trước chúng ta có nói một cái ý đó, nhưng mà hôm nay cho tôi phép tôi nhấn mạnh cái ý này nữa. Câu số 13 đó là khi về đến, bèn lên một cái phòng cao kia. Quý vị thấy không? Bác sĩ Luca, như phần đầu tuần trước mình đã nói, ông đó là hỡi quý nhân Theophilus. Ông nhắc lại những điều ông đã viết Luca, và bây giờ ông nói là ông nhắc lại cái chữ đó là phòng cao. Phòng cao đó là gì đâu? Làm gì? Phòng cao đó là nơi mà Chúa và 12 sứ đồ đã cử hành lễ tiệc thánh, là tại đó. Ở phòng cao là cái nơi mà tại đó họ đã được thông công với Chúa, họ đã được gần gũi với Chúa, họ đã được giữ bánh, họ đã được giữ chén. Và bây giờ bác sĩ Luca nhắc lại, họ đang ở phòng cao. Họ quay về rồi, bây giờ họ ở phòng cao đó. Ở phòng cao là phòng cho nó, phòng ngày xưa Chúa cử hành tiệc thánh đó. Quý vị đi thăm xứ thánh thì quý vị trong cái tour đó, họ sẽ sắp cho chúng ta có cơ hội để bước vào cái chỗ đó mà các nhà địa danh họ tin chắc rằng đó là cái nơi phòng cao mà Chúa Giêsu đã cử hành tiệc thánh ở tại đó. Muốn nhắc lại cho người độc giả của ông bác sĩ Luca, muốn nhắc lại cho độc giả của ông, nói rằng tại cái chỗ đó là cái chỗ mà Chúa Giêsu đã từng ở đó, đã từng thông công, đã từng bẻ bánh, chén và nước với các sứ đồ. Và tại phòng cao đó bây giờ là cái chỗ, là cái điểm, là cái nơi để 120 người quỳ gối xuống và cầu nguyện. Có thể nói một đây là một cái quang cảnh, phải không quý vị? Một cái quang cảnh, một cái bức tranh mà chúng ta thấy. Ở đây mình, buổi sáng hôm nay thì mình ngồi không tới 120 người đâu.
Luôn cả nhỏ lớn, nhỏ thì chắc chúng ta chắc cỡ chừng, dạ nếu có luôn nhỏ chắc cũng cỡ đó. Nhưng mà chúng ta ngồi trong phòng này thì không tới 120 người đâu. Nhưng mà mình muốn nói tới tại đây, chúng ta thấy khi 120 người ở trong phòng cao, họ làm gì? Cầu nguyện. Cái chữ mà chúng ta cần phải phải suy gẫm cho cùng, phải nghiền ngẫm cho triệt để, đó là họ đồng lòng để cầu nguyện. Đồng một lòng, đồng một ý. Phải đọc nguyên chữ cho đúng Kinh Thánh. Phải không? Hết thảy những người đó bền lòng đồng một ý. Bền lòng. Không biết là họ phải ở trên phòng cao bao lâu, nhưng mà mình biết chắc đó là họ phải chờ đợi. Và chỉ biết chắc thứ hai đó là họ phải bền lòng, chứ không là họ bỏ cuộc rồi. Phải không? Bác sĩ Luca nói họ bền lòng. Mình làm công việc một chút chưa thấy thành công cái mà bỏ cuộc, đó là không bền lòng. Ở đây 120 người, 11 sứ đồ, rồi tiếp đới những người đàn bà Mary, Ma-thê, Giang-ne, những người đàn bà đó đã hiệp lại với những người đàn ông. Họ đã hiệp lại với các sứ đồ để đồng lòng, để bền lòng và đồng một ý để cầu nguyện. Đồng bền lòng, đồng một ý để cầu nguyện cũng có nghĩa là chúng ta không phải là mạnh ai nấy cầu nguyện, nhưng họ chung lại với nhau, họ hiệp thông lại với nhau. Bữa nay sao không thấy con Thảo đây cao góc này? Mình thấy rõ là không có, họ họ đồng một lòng. Cầu nguyện. Mỗi năm đặc biệt Giáo hạt Việt Nam Hoa Kỳ đầu năm gửi ra ít nhất là 3 ngày hoặc là một tuần lễ tài liệu về cho các hội thánh địa phương, 106 hội thánh, bây giờ còn 103. Và Giáo hạt Việt Nam kêu gọi để 106 hội thánh đó gọi là khẩn nguyện đầu năm. Không phải là cầu nguyện nữa mà là khẩn nguyện đầu năm. Quý vị hiểu được cái chữ khẩn phải không? Nó mang một cái tính cấp cấp bách, nó mang một cái ý nghĩa cấp bách. Khẩn nguyện đầu năm. Cầu nguyện cho hội thánh mình, cầu nguyện cho hội thánh của quý vị, cho sự phát triển ở trong vực truyền giáo, cho ban lãnh đạo, cho ban chấp hành giáo hạt, cho công việc phát triển chung. Và dùng cái chữ là khẩn nguyện đầu năm, mà không phải một người, một gia đình, mà tập trung tại nhà thờ tại đây. Để rồi phân đoạn Kinh Thánh đó cùng nghe. Hẳn nhiên quý vị, một phân đoạn Kinh Thánh đó tất cả chúng ta cùng nghe, nhưng mà mỗi người chúng ta đều nhận lấy khác nhau. Có phải vậy không? Cũng một phân đoạn Kinh Thánh hôm nay mà mỗi người chúng ta sẽ nhận lời Chúa một cách khác nhau. Phải. Chúng ta sẽ nhận lời Chúa một cách khác nhau, về mức độ thuộc linh của chúng ta khác nhau. Nhưng cái quan trọng đó là đồng bền lòng và đồng một ý, chứ không phải hai ý. Tôi ước ao có cơ hội để qua được tham dự, mình thấy được cái quang cảnh cho nó rõ, mình nó bằng in person đó, có lẽ mình sẽ được nhắc nhở nhiều hơn cái quang cảnh của nhà thờ của mục sư Dân Ghi Chô. Họ cầu nguyện mạnh mẽ. Tôi được khi còn là một phụ tá ở Canada thì được ông mục sư chính của mình, ông mục sư quản nhiệm, mục sư Nguyễn Văn Bình, ông đi về, ông tham dự, và ông dự, ông tới, ông dự 5 giờ là họ tới nhà thờ họ cầu nguyện. Mà họ cầu nguyện nó mạnh mẽ, nó rần rần như thế này. Trong khi đó tín đồ mình mời đứng lên cầu nguyện không biết cầu nguyện. Đó là chưa kể cầu nguyện lắp ba lắp bắp nữa, không biết cầu nguyện cái gì nữa. Mà thậm chí là cầu nguyện cứ quay đi quay lại, quay đi quay lại vậy đó. Có khi mời đến cầu nguyện khai mạc thì là cầu nguyện cầu thai, cầu nguyện từ Hà Nội cho tới Sài Gòn.
Mời cầu nguyện chữa bệnh, không cầu nguyện xoáy vô cái chữa bệnh, mà cầu nguyện từ móng cái cho tới Cà Mau. Chúng ta thấy ở tại đây, những người này 120 người, họ đẩy mạnh sự cầu nguyện dữ lắm. Bền lòng đồng một ý cầu nguyện. Quý ông bà chị em, gia đình mình sẽ ra sao nếu mình không cầu nguyện? Hôn nhân của mình sẽ ra sao nếu vợ chồng mình không cầu nguyện chứ? Người Mỹ gọi là có cái cơ quan gọi là bookkeeper đó, bookkeeping á. Họ có một cái slogan gọi là pray together, stay together. Vợ chồng mình không cầu nguyện thì làm sao? Tín hữu mà mình không cầu, mình hiệp thông lại với chung với nhau, mình cầu nguyện thì làm sao? Cho nên phải nói luôn, tôi nói là quý vị mấy lâu nay vì Covid quý vị khỏe rồi phải không? Khỏe là sao? Nó tại vì cái buổi học kinh thánh thứ tư có một mình ông mục sư cầu nguyện. Quý vị không cần cầu nguyện. Bây giờ chúng ta thứ tư này, bữa nay là chủ nhật thứ tư này, hội thánh sẽ mở cửa trở lại, ban cầu nguyện sẽ hoạt động trở lại, xây tua nhà tín hữu này, nhà tín hữu này, nhà tín hữu này, và có cơ hội hai người ba người chúng ta ngồi lại, chúng ta cầu nguyện cho trong tinh thần của kinh thánh này. Tôi nói mục sư phải đi đầu đó, nhà mục sư mở cửa đầu tiên đó, khai pháo đó. Và thứ tư này mời quý vị tới, và 7:30 quý vị nào tới trước, ông mục sư có một món đó thôi, là cháo lòng, cháo thịt bằm với là vịt bắc thảo, có một món đó thôi. 7:30 bắt đầu tới, quý vị đi làm chạy thẳng tới, chúng ta thông công. 8:20 là mình phải xong, dẹp mình ngưng lại cái phần thông công liền, và 8:30 bắt đầu mình livestream. Bởi vì nghe thông báo 2 tuần nay có những anh em tín hữu họ nhắn tin đến mục sư, nếu quý vị quay tour lại hội thánh thì chúng tôi lại không có được học kinh thánh chung, quý vị chúng tôi không được nghe, làm thế nào không biết, không có cách nữa không, chúng tôi học tại nhà. Xây tour của tín hữu chúng tôi như năm nay, như tôi nói là hội thánh Tây Bắc được thành lập 12 năm, gần 12 năm. Nhưng mà từ thời điểm ban đầu đó là cầu nguyện tối thứ tư, đó là cái mạch sống của hội thánh Tây Bắc. Cứ xây tour, mà tôi nói là xin lỗi là cái nhà mày nhỏ như nhà của ông bà Trần Trường Cảnh mà cũng tiếp được hội thánh 40-50 người. Đừng ngại cái nhà thờ nhỏ, ơi nhà nhỏ. Xin lỗi cái nhà rộng thì mình sắp một chiếc u vòng tròn rộng vậy. Còn nếu nhà chật thì mình sắp theo hàng vậy. Không sao cả. Và chúng ta thấy thật phước hạnh biết bao. Cái thì giờ quý vị nhớ có phải không? Thì giờ phước hạnh biết bao. Hội thánh Tây Bắc, con dân Chúa, buổi tối thứ tư mình đã xây tour các hội thánh, cái tư gia của con cái Chúa. Và thứ tư này bắt đầu trở lại tại nhà mục sư trước. Phải cầu nguyện. Mà cầu nguyện mình bền lòng đồng một ý. Nói mục sư tôi đi làm trễ quá, mục sư ơi, thành ra gia đình thành ra cũng ngại, không có nấu được cái gì, không tiện, không sao hết. Tại sao không sao? Chạy ra Costco mua 2 hộp bánh về. Mà quý vị mua được tôi mua cho. Nhà quý vị không có ghế, quý vị nói mục sư ơi tôi cần ghế tôi chở cho. Hồi đó giờ là tôi vẫn thường làm vậy. Mà mục sư chở riết anh em ngại sao, anh em sắm ghế luôn à. Chở 40 cái ghế đâu phải dễ phải không quý vị? Nhưng mà anh em không sao hết. Cái vấn đề mình muốn nói với nhau là 120 người này bên lòng đồng một ý cầu nguyện. Cầu nguyện. Cầu nguyện phải là hơi thở tâm linh của chúng ta. Cầu nguyện phải là nhịp tim của chúng ta. Cầu nguyện phải là sức sống của chúng ta. Cầu nguyện phải là nền tảng của chúng ta, của gia đình, của cá nhân, của hôn nhân, của ban ngành, của tổ chức. Cô-lô-se dạy chúng ta 4:4-2 phải bền đổ và tỉnh thức trong sự cầu nguyện. Phải bền đổ mà tỉnh thức trong sự cầu nguyện. Và chúng ta thấy ở đây họ là 120 người. Phải cầu nguyện.
Sứ đồ Phao-lô ông kinh nghiệm điều đó lắm. Mà cầu nguyện không phải chỉ mình tự ý mình đâu, mà phải nhờ Đức Thánh Linh. Sứ đồ Phao-lô ông nói rằng hãy nhờ Đức Thánh Linh mà thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện. Ephesians 6:18. Cầu nguyện cái lúc mà vui được job, còn cái lúc mà hoạn nạn, cái lúc mà bệnh tật, lúc bất an thì thôi khỏi cầu nguyện. Lúc phong ba bão táp thì thôi khỏi cầu nguyện, lúc mới cầu nguyện. Còn cái lúc bình yên thì không thấy gì hết. Không. Trong Roma chương 12 câu 12 dạy chúng ta rằng hãy vui mừng trong sự trông cậy, nhịn nhục trong sự hoạn nạn và bền lòng mà cầu nguyện. Chúng ta nên nhớ chỗ này, phân đoạn này hôm nay chúng ta nói hội thánh chưa thành lập. Bắt đầu đoạn 2 hội thánh mới thành lập. Nhưng mà trước cái đó, bởi vì phải cầu nguyện cái đó. Phải cầu nguyện cái đó. Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 5 câu số 17 nào, hãy cầu nguyện. Mà cầu nguyện không thôi nữa cơ. Cầu nguyện không thôi có tới nỗi cầu nguyện ngủ gục luôn nào không hay luôn. Thưa quý ông bà anh chị em, điều đầu tiên chúng ta nói với nhau là gì? Chúng ta nói với nhau điều đầu tiên đó là những người này họ đồng lòng để cầu nguyện. Họ cầu nguyện. Điều thứ hai, những người này họ đồng lòng làm theo lời của Kinh Thánh, hay là lời của Thánh Kinh. Chỗ nào nói? Trong khi họ đang họp lại với nhau, họ cầu nguyện. Họ cầu nguyện dốc đổ, họ cầu nguyện tan vỡ, họ cầu nguyện mạnh mẽ. Bây giờ là Phê-rơ đứng lên, ông nói bây giờ anh em ơi, bây giờ đó là cho phép tôi đọc lại câu số 16. Hỡi anh em ta, lời Đức Thánh Linh đã nhờ miệng vua David mà nói tiên tri trong Kinh Thánh về tên Giu-đa. Quý vị có để ý cái chữ đó không? Hỡi anh em ta, lời Đức Thánh Linh đã nhờ miệng vua David để nói. Chúa Thánh Linh ngài soi dẫn để vua David nói tiên tri về Judas Iscariot phản Chúa thế nào. Chúa Thánh Linh cũng dùng đầy tớ của Chúa để nhắc nhở, để nói cho chúng ta. Và chúng ta thấy, và ông tiếp tục, vì nó vốn thuộc về bọn ta và đã nhận phần trong chức vụ này. Tên đó đã lấy tiền thưởng tội ác mình mua một đám ruộng rồi nhào xuống nứt bụng đổ ruột ra hết. Sự đó cả dân thành Jerusalem đều biết chán. Đến nỗi chúng tôi gọi ruộng muối, ruộng đó theo thổ âm mình là Hak-en-da-na-ma, nghĩa là ruộng huyết. Trong sách Thi Thiên cũng có chép, nguyền cho chỗ nó ở trở nên hoang loạn và chớ có ai ở đó, lại rằng nguyền cho có một người khác nhận lấy chức nó. 120 người này họ đồng, không những chỉ đồng lòng cầu nguyện mà họ đồng lòng làm theo sự hướng dẫn của Kinh Thánh. Bây giờ Kinh Thánh nói bây giờ là có 12 người đó, 12 sứ đồ đó, bây giờ thiếu một người. Cái người đó phản Chúa như vậy đó, cái người đó bán Chúa như vậy đó, cái người đó bội Chúa như vậy đó, họ chết như vậy đó, Kinh Thánh cũng đã nói trước đó. Sứ đồ Phao-lô nói, Phi-lô nói sao bây giờ mình phải có một người thế vào ở chỗ đó. Phi-rơ nói một cách nôm na, Phi-rơ nói anh em ơi, Kinh Thánh dạy mình như vậy, Thánh Kinh dạy mình như vậy, phải có một cái người thế vào chỗ đó. Cái sự dạy dỗ trong phần thứ hai này là những người này cùng với Phi-rơ, ông là cái người Chúa đặt để hướng dẫn, để lãnh đạo Thánh, để lãnh đạo 120 người trong thời điểm đó. Nói là bây giờ mình phải làm như thế này đó. Mà không phải tự ý Phi-rơ, ông nói là Kinh Thánh nói như vậy đó, Kinh Thánh dạy như vậy đó. Bây giờ mình phải làm theo và làm như vậy đó.
chúng ta thấy những người này, họ không những chỉ bền lòng với nhau cầu nguyện, nhưng mà họ đã bền lòng để làm theo lời của Thánh Kinh. Nhưng mà quý vị thấy không? Phải có người nhắc, phải có người nói đây thì Kinh Thánh nói như vậy đó, Kinh Thánh dạy như vậy đó, Kinh Thánh hướng dẫn như vậy đó, và chúng ta phải làm như thế đó. Ngày nay Chúa dùng mục sư, ngày nay Chúa dùng giáo viên trường Chúa Nhật, ngày nay Chúa dùng người hướng dẫn tỉnh nguyện để nhắc chúng ta lời của Kinh Thánh nói đó, và chúng ta phải làm theo. Tại đây 120 người này, họ hưởng ứng, họ đáp ứng. Đúng rồi, Kinh Thánh nói vậy, bây giờ mình phải cử cái người thế. Và chúng ta thấy có một cái điều kiện, có cái điều kiện. Câu số 21, vậy nội những kẻ đã theo cùng chúng ta, quý vị này, trọn lúc Đức Chúa Giêsu đi lại. Cái người đứng vào cái vị trí đó là cái người phải có cái từng trải, đã từng đi ra đi vào, đã từng đi tới đi lui, đã từng thấy việc Chúa Giêsu làm, đã thấy những công việc và thậm chí sống lại nữa, phải không? Đọc luôn câu số 22. Từ khi dân làm phép báp têm cho đến ngày mà Ngài được cất lên khỏi giữa chúng ta, phải có một người làm chứng cùng chúng ta về sự sống, về sự Ngài sống lại. Phải, mình phải cử một cái người, cử một cái người đó, nhưng mà cái người đó phải có cái kinh nghiệm đi với Chúa. Người đó phải có từng trải, biết Chúa làm gì, Chúa như thế nào thì mới được. Chúng ta đang nói với nhau điều gì? Chúng ta đang học với nhau với chủ đề là cầu nguyện để Chúa hướng dẫn. 120 người này tại phòng cao là cái nơi đã cử hành lễ tiệc thánh, Chúa đã thông công với họ tại. Những người này, 120 người này, họ đã bền lòng cầu nguyện. Và phần thứ hai đó là những người này họ đã bền lòng hay là đồng lòng làm theo lời của Kinh Thánh mà Sido Führer ông đã nói tới. Và thứ ba đó là họ bền lòng để Chúa dẫn dắt. Từ câu 23, môn đồ cử ra hai người, Joseph tức là Basaba cũng gọi là Giúp Tu và Matthew, rồi cầu nguyện lại Chúa: Ngài biết lòng mọi người, xin tỏ ra chúng tôi nội hai người này ai là người Chúa đã chọn. Quý vị thấy họ tổ chức rập ràng không? Có cái người đề xuất, nhưng mà cái đề xuất đó không phải đến từ bản ngã, nhưng mà từ Kinh Thánh. Cái ý tưởng, sự dạy dỗ đó từ Kinh Thánh. Quên bà chị em ơi, bây giờ mình phải làm cái này nha. Không đâu sao mình làm đâu chứ, Kinh Thánh nói vậy đó. Và họ có cái điều kiện. Và tại đây gì? Khi mà họ đồng lòng làm theo lời Chúa là gì? Họ cầu nguyện. Rồi cầu nguyện lại Chúa: Ngài biết rõ lòng mọi người. Có phải là họ đồng lòng để xin Chúa dẫn dắt không? Chú ơi, bây giờ đây 120 người đây thưa Chúa. Bây giờ có hai người đây, họ là những người đúng rồi, họ đã đi với Chúa, họ ta thấy vân vân. Bây giờ chú ơi, Chúa tỏ cho tụi con thấy, cho chúng con thấy, bây giờ phải chọn người nào đây? 120 người đó, họ bền một lòng đồng một ý để cầu nguyện. 120 người đó, họ đã bền một lòng đồng một ý để làm theo lời của Thánh Kinh. Và 120 người đó, họ đã bền lòng đồng một ý để Chúa Thánh Linh soi tỏ và hướng dẫn họ. Thưa ông anh, hội thánh, thưa quý cụ, quý ông anh chị em, xin Chúa dẫn hội thánh chúng ta đi tiếp. Nhiều khi mình tự mãn với những thành công đó, mình tự mãn với những chiến thắng thì dễ dàng nguy hiểm lắm, và lắm khi mình chết ở trong cái tự mãn đó. Xin Chúa cho hậu thánh chúng ta
dựa vào nền tảng của công vụ các sứ đồ để Chúa nhắc nhở tôi, ban chấp hành chấp sự, ban chấp hành của các ban ngành và từng con dân Chúa, để chúng ta đừng ngủ quên trong chiến thắng. Hãy tiếp tục học đòi và cái khuôn mẫu và cái mô hình của sự phát triển hậu thánh trong sách công vụ các sứ đồ, để rồi chúng ta cùng nhau kết quả hơn cho Chúa bằng cách là chúng ta phải cầu nguyện. Cầu nguyện đồng một lòng, cầu nguyện để Chúa hướng dẫn, và cầu nguyện để Chúa dẫn dắt chúng ta, để mình biết mình phải làm cái gì, làm như thế nào, làm ra làm sao. Tôi không biết trong thời giờ này, nếu có quý vị nào được Chúa cảm động, muốn đặt niềm tin nơi Chúa của Thánh Giêsu, nơi ba người Đức Chúa Trời, chúng tôi muốn dành thời giờ này để mời quý vị bày tỏ làm điều đó. Chúa ở với chúng ta, Chúa đang làm việc trên đời sống của chúng ta, để mình bằng lòng mình tiếp nhận Ngài, để tội mình được tha và linh hồn mình được cứu. Nếu quý vị được cảm động thì xin Chúa Ngài hướng dẫn quý vị để chúng ta bày tỏ niềm tin ở nơi Chúa. Dạ vâng, mời anh chị, mời anh chị. Như đã nói thì cảm ơn Chúa, anh Hùng và chị Hương, chị Hương à. Chị Hương và tự tìm đến nhà thờ. Cảm ơn Chúa, mời anh chị đứng đây, mời anh chị đứng ở đây chị. Cảm ơn Chúa và trong ơn của Chúa. Mời anh đứng đây, mời anh. Trong ơn của Chúa mà tôi nghĩ rằng đây không phải là một sự ngẫu nhiên, mà là một cơ hội Chúa ban cho. Và nhân cái cơ hội này, bởi sự cảm động của Chúa Thánh Linh, cách đây mấy mươi năm chúng tôi cũng đã làm công việc đó. Khi Chúa Thánh Linh là cảm động thì tôi cũng đã bước lên, và qua sự hướng dẫn của một mục sư, chúng tôi cũng đã cầu nguyện tiếp nhận Chúa giống như anh bây giờ. Và thưa với anh chị, vì cớ mới và chưa quen, chưa biết, cho nên anh chị cho phép để tôi được hướng dẫn anh chị bằng cách là tôi nói trước và mời anh chị nói theo sau, và mình bày tỏ tấm lòng mình đến với ông trời hay là đến với Đức Chúa Trời, và bằng cả rằng tấm lòng chân thành của mình để mình xin Chúa ngự vào lòng mình, để Chúa cứu linh hồn mình, để tội được tha và linh hồn mình được cứu. Nếu được thì cho phép mời anh chị cùng quỳ gối với chúng tôi để mình bày tỏ cái lòng kính sợ Chúa là bề trên hay là ơn trên hay là ông trời cao cả của mình, và mời anh chị vui lòng nói theo tôi nha. Dạ, mời anh chị. Kính lạy Đức Chúa Trời. Kính lạy Đức Chúa Trời. Là là Thiên Phụ, là Thiên Phụ của chúng con, chúng con, của chúng con trong thời giờ này, trong thời giờ, trong thời giờ này, vợ chồng con, vợ chồng con bằng lòng, bằng lòng tin nhận, tin nhận, tin nhận Chúa Giêsu, Chúa Giêsu làm cứu Chúa, làm cứu Chúa của cuộc đời con, của cuộc đời con. Xin tha tội cho con. Xin tha tội cho con. Xin ghi tên con. Xin ghi tên con vào sách, vào sách sự sống, sự sống của Ngài, của Ngài. Xin ban, xin ban sự cứu rỗi, sự cứu rỗi, sự cứu rỗi cho cuộc đời con, cho cuộc đời con. Con nài xin, con nài xin Chúa Thánh Linh, Chúa Thánh Linh ngự vào lòng, ngự vào lòng, cai trị, cai trị, hướng dẫn, hướng dẫn cuộc đời con, cuộc đời con. Con đội ơn Chúa, con đội ơn Chúa. Con hết lòng, con hết lòng tin cậy Ngài, tin cậy Ngài. Con nhân danh, con nhân danh Chúa Giêsu, Chúa Giêsu. Amen. Amen. Rồi bây giờ anh chị lắng lòng yên lặng ha, cho phép tôi được thay lời để cầu nguyện. Lạy Chúa là Cha toàn năng của chúng con, chúng con cảm ơn Chúa vì hôm nay một cơ hội đặc biệt mà Chúa đã làm việc, Chúa đã cảm động, Chúa đã đưa dẫn anh chị Hùng và Hường đến đây để cùng thờ phượng Chúa với chúng con. Và bởi sự cảm động của Chúa Thánh Linh, anh chị đã bằng lòng quỳ gối xuống để tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của cuộc đời mình, để tội được tha và linh hồn được cứu như lời của Kinh Thánh.
lại Chúa Thánh Linh. Chúng con cầu nguyện để xin Chúa dẫn dắt và bồng ẩm đời sống của anh chị, để anh chị khám phá được Chúa đã yêu anh chị thế nào, Chúa đã chết vì anh chị thế nào. Và Chúa ơi, xin ghi tên của anh chị vào sách sự sống của Ngài. Lại Chúa, có những nhu cầu riêng ở trong gia đình của anh chị, công ăn việc làm, con cái, tâm linh nữa, xin Chúa Thánh Linh Ngài hướng dẫn, Chúa ban ơn, Chúa dẫn dắt trên anh chị. Chúng con tạ ơn Chúa. Chúng con cùng với Hậu Thánh trình dâng anh chị Hùng và Hường trong tay của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Linh. Chúng con hiệp ý cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Mời anh chị cùng đứng. Chúng ta cho một tràng pháo tay để chúc mừng anh chị. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Dạ vâng, mời anh chị về chỗ. Dạ. Chúng ta tiếp tục chương trình thập phương.